tầng ở đây thì về ý tưởng ấy thì chúng tôi đang dựa trên những cái bức tranh của danh họa Picasso. Ở đây thì các bức tranh của cái danh họa này ấy, thì ông ấy sử dụng rất nhiều cái gam màu rực rỡ để kết hợp với nhau để tạo nên một cái bức tranh nghệ thuật. Thì ở đây các kiến trúc sư của chúng tôi cũng đã khéo léo đưa các màu sắc này đưa lên từng cái bức tường của tòa nhà cao tầng để có thể có sự kết hợp cũng như là tạo nên một cái hiệu ứng nghệ thuật nhất cho tòa nhà. Khi mà các bạn nhìn tổng thể một tòa nhà hoặc là tổng thể khi mà nhìn nhiều cái tòa nhà đứng cạnh nhau ấy thì sẽ thấy là cái màu sắc này nó được sắp xếp một cách rất là có chủ đích. Ví dụ như màu sắc ở đây nó sẽ nhạt hơn và nó sẽ tiến dần đậm hơn về cái phía mà tòa nhà sắc, các tòa nhà thấp tầng này, để nó tạo nên một cái bức tranh nó nghệ thuật ở ngay giữa dự án. Mà khi mà mình đi trên quốc lộ 1A ấy, mình chỉ nhìn sang phải thôi, mình sẽ có thể thấy rằng ở đây là một cái bức tranh nghệ thuật mà đặc trưng chỉ có ở dự án Sun Urban City Hà Nam. Bên cạnh cái phần kiến trúc mặt ngoài ấy, thì đi sâu vào cái phần layout điển hình của một tòa nhà căn hộ ấy, thì ở đây các bạn có thể thấy là có 32 căn hộ trên một tầng. Và ở đây chúng tôi có một cái khu vực cửa ngăn cách mềm ở giữa cái tòa nhà ấy để ngăn cách tòa nhà này thành hai đơn nguyên. Mỗi đơn nguyên thì sẽ có 16 căn hộ và sẽ có phần lõi thang cũng như là cái thang bộ riêng để đảm bảo cái tính tiện lợi cho cư dân sử dụng và cũng như là đảm bảo các quy chuẩn về mặt xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Thì ở đây thì tôi cũng nói luôn là ví dụ với số lượng căn hộ như này ấy, chúng tôi sẽ có 5 thang máy ở tổng cả hai đơn nguyên. Thì thật ra là nếu như mình nhìn vào số lượng căn hộ trên một tầng thì 5 thang máy thì có vẻ là ít. Nhưng nếu nhìn trên tổng thể cả tòa nhà ấy, thì ở đây chúng tôi có 9 tầng căn hộ. Có 9 tầng nhưng mà sẽ có 8 tầng căn hộ thì số lượng căn hộ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 250 căn. Thì thật ra là tính ra nó sẽ là chỉ khoảng tầm 50 căn ở trên một thang máy thôi. Thì cái tỷ lệ này thật ra nó rất là thấp và nó chỉ thường tôi chỉ thấy ở các căn hộ cao cấp ấy thì mới có cái tỷ lệ thấp như này. Còn bình thường các tòa căn hộ bình thường nó sẽ chỉ khoảng tầm 60 đến 70 căn ở trên một thang máy. Bên cạnh đấy thì có một cái key selling point mà nó rất là tôi thấy là gần như là độc nhất ở trên thị trường mà tôi cũng có may mắn được làm ở dự án này. Đấy là các căn hộ sẽ có chiều cao trần thô lên tới 4,5m. Thông thường nếu các anh chị ở đây có bán dự án cao tầng ấy thì sẽ thấy là chiều cao trần căn hộ ấy bình thường nó chỉ khoảng tầm 2,8 đến 2,9m thôi. Hoặc là nếu cao cấp lắm thì nó sẽ lên được khoảng tầm 3 đến 3,2m. Thế nên là với cái việc mà có chiều cao trần thô lên 4,5m ấy thì gần như là nó có cái đặc điểm gần như là độc nhất ở trên thị trường. Hiện nay là chưa có một cái dự án căn hộ nào nó có được cái điều này. Thế nên đấy là một cái key selling point mà chúng tôi rất muốn nhấn mạnh ở đây, bởi vì là nó không chỉ là con số mà nó còn là cái sự tiện dụng cũng như là đa dạng trong công năng sử dụng. Thì ở đây trên cái mặt cắt ấy, thì các bạn cũng có thể thấy rõ về mặt công năng cũng như là chiều cao của từng tầng. Ở đây ở dưới tầng hầm thì chúng tôi sẽ có cái hầm đỗ xe máy bên cạnh các khu vực phụ trợ cũng như là BOH. Ở trên các tầng cao thì khu vực tầng 1 thì sẽ là khu vực sảnh căn hộ và các phần shop house cuối đế được chia nhỏ ra. Từ tầng 2 tầng 9 trở lên thì sẽ là phần tầng căn hộ. Thì nó sẽ có chiều cao tầng bao gồm phần sàn là 4,7m. Còn chiều cao trần thô nó sẽ là 4,5m. Thì về cái chiều cao này thì hoàn toàn khách hàng họ có nhiều lựa chọn. Một là họ thích ở sống sang, sống đẹp thì họ sẽ để nguyên như này và họ sẽ chỉ hoàn thiện cái phần trần thôi. Còn nếu như khách hàng mà họ có nhu cầu đa dạng hơn, nhiều không gian ở hơn thì họ hoàn toàn có thể làm thành một cái không gian tầng lửng hay tầng gác mái ở khu vực phía trên này. Thì cái đấy nó sẽ tạo nên một cái sự rất là đa dạng cho cái khách hàng để họ lựa chọn. Còn đi vào bên trong nhà ấy, thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ khai trương văn phòng sale gallery và khu vực nhà mẫu vào khoảng 8 tháng 8 tới đây. Thì các anh chị cũng sẽ được trải nghiệm trực tiếp. Còn ở đây thì tôi sẽ nói qua một chút về cái định hướng. Đấy là chúng tôi sẽ luôn luôn định hướng tới việc là sử dụng những cái đồ nội thất thông minh dành cho các căn hộ ở đây. Bởi vì thật ra các căn hộ chúng tôi đang hướng tới diện tích nhỏ để hướng tới những cái người trẻ, những người có tầm tài chính vừa phải. Họ có thể sở hữu căn nhà. Thế nên là khi mà có những cái đồ nội thất thông minh ấy, ví dụ như là sofa bed ở đây hay là những cái khu vực tủ hay là khu vực góc nhà ấy, được tối ưu hóa cho từng cái cột, từng cái tường một ấy, thì nó sẽ gần như là chúng tôi đã tối ưu hóa từng cái cm vuông một của một căn nhà. Ví dụ như là căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 bình thường chỉ có 2 không gian ngủ thôi, thì với căn hộ của chúng tôi là có thể lên tới 3 đến 4 không gian ngủ. Ở đây thì tôi sẽ đi sâu hơn một chút vào cái phần layout căn hộ ấy. Layout căn hộ thì ví dụ như ở đây là một căn studio, thì các bạn có thể thấy rằng là có một cái khu vực mà chúng tôi đã nghiên cứu và thay đổi từ những cái dự án trước, là khu vực nhà vệ sinh. Thông thường là các nhà vệ sinh này thì sẽ làm chung khu phòng tắm và khu WC để mà có thể tiết kiệm tối ưu hóa cái phần diện tích thông thủy. Nhưng ở đây thì chúng tôi đã ngăn cách nó ra để có một cái không gian riêng tư và cũng là để ngăn cách cái việc là không gian ướt và không gian khô, cũng như là để tối ưu hóa số lượng người sử dụng. Ở đây thì có thể là có 2 người sử dụng cùng một lúc. Với một căn hộ nhỏ như này thì nó là một cái sự mà tôi nghĩ là tiện lợi trong cái quá trình sử dụng sau này.
Thứ hai đấy là về cái hệ thống hút mùi ấy, thì các bạn có thể thấy là đa phần các dự án trên thị trường hiện nay ấy, chỉ dùng cái hệ thống hút mùi trục ngang thôi. Thì như thế là khi mà trong quá trình mình nấu ăn hoặc là mình sử dụng cái khu vực nhà vệ sinh ấy, thì mình sẽ phải đóng cái cửa lô ra này lại, hoặc nếu không thì cái mùi của nhà bếp và nhà vệ sinh nó sẽ bay vào cái căn hộ nhà mình. Thì như thế nó rất là bất tiện. Thì ở đây chúng tôi đã nâng cấp lên một chút, chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống hút mùi theo trục đứng để có thể hút toàn bộ cái khu vực mùi bếp cũng như là mùi nhà vệ sinh ở lên trên mái. Như thế thì rất là đó, nó sẽ vừa cao cấp vừa đảm bảo cái tính tiện lợi khi mà mình sử dụng hàng ngày. Thứ hai là ở đây là các bạn có thể thấy là một số cái không gian đồ nội thất mà sau này khi mà các bạn tham gia căn mẫu ấy, thì, tham quan cái căn mẫu ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tương tự như thế này. Đấy là chúng tôi sử dụng tối đa các đồ nội thất thông minh, và các bạn sẽ rất là bất ngờ khi các bạn đi vào ấy. Ví dụ như với căn hộ studio ấy, các bạn sẽ thấy là có hai không gian phòng ngủ, một cái sofa bed, một cái không gian ngủ ở bên trên tầng lửng này. Còn đối với căn bộ ngủ cộng 1 ấy, thì nó sẽ lên tới tận 4 không gian ngủ, bao gồm các không gian phòng khách, không gian cộng 1 và hai cái không gian ngủ ở bên trên tầng gác mái nữa. Còn với căn 2 phòng ngủ ấy, thì các bạn có thể, khách hàng có thể thiết kế lên tận 5 không gian ngủ. Ở đây thì nó có một cái đặc điểm rất là, tôi thấy là rất là ưu điểm ấy. Đấy là khi mà mình tối ưu hóa không gian ngủ này, nó không tác động gì đến kết cấu căn hộ cả, mà hoàn toàn cái này sẽ dựa trên cái nhu cầu cũng như là mong muốn khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh bên trong căn hộ của mình mà không ảnh hưởng đến mặt ngoài cũng như kết cấu của căn hộ của chủ đầu tư. Và hiện tại chủ đầu tư chúng tôi cũng đã nghiên cứu để có những cái thiết kế tối ưu nhất khi mà khách hàng họ điều chỉnh. Ví dụ như cái không gian vách kính này ấy, các bạn có thể thấy rằng đó là một cái không gian vách kính căn hộ mà tôi thấy là cao nhất ở trên thị trường hiện nay. Nó gần như nó chỉ cách sàn tầm 30-40 phân thôi, với một cái chiều cao trần tầm 4,5 m thì cái phần vách kính này nó đã cao tận 4m đến 4,2 m rồi. Thế nên là khi mà mình làm thêm cái không gian tầng lửng hoặc các mái trên này ấy, vẫn sẽ đảm bảo được có cái ánh sáng tự nhiên cũng như là cái không gian thoáng đãng cho căn hộ. Cuối cùng ấy, tôi sẽ chốt lại là những cái key selling point để cho các anh chị thấy được rằng là tại sao lại với dự án Sun Urban City thì cái những sản phẩm cũng như cái tiện ích nó lại có những cái giá trị mà khách hàng hay là sale đều chúng ta đều cảm thấy là nó rất là giá trị. Ví dụ cái key selling point đầu tiên ấy, nó sẽ là cái khu đô thị nghỉ dưỡng đầu tiên tại Hà Nam. Thì tất cả các anh chị đều thấy rằng là ở Hà Nam bây giờ chưa có cái khu đô thị nó đẳng cấp và nó có mang cái tính gọi là ở đúng nghĩa mà có gọi là một khu đô thị khép kín ấy. Thế nên là khi mà chúng tôi đến với thị trường Hà Nam, chúng tôi gần như là người tiên phong trong cái việc mà phát triển cái khu đô thị nghỉ dưỡng tại đây. Thứ hai là cái vị trí của dự án thì nó đón đầu cái quy hoạch về hạ tầng. Thì thường chúng ta hay nói với nhau là khi mở đường thì đất sẽ lên. Ở đây tại dự án của chúng tôi không chỉ mở đường, mà ở đây chúng tôi còn là một cái vị trí đón đầu cái quy hoạch liên kết lên vùng với nhau thông qua các cái đường như là vành đai 5, đường quốc lộ 1A hay đường cao tốc Ninh Bình Cầu Rẽ. Thứ ba thì dù ở đây chúng tôi sẽ đáp ứng cái nhu cầu của gia đình nhiều thế hệ, như chị Nhung có phân tích ở phần trước, là dành cho người trẻ, dành cho trẻ con, dành cho trẻ con, dành cho người già. Và với cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi tự tin rằng sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu về mặt sản phẩm của khách hàng. Khách hàng nếu có nhu cầu liên quan đến sản phẩm diện tích nhỏ hay diện tích lớn, hay là sản phẩm cao cấp, hay là các căn hộ mà có thể đa dạng về công năng, ở đây chúng tôi đều có tất cả sản phẩm đấy để có thể đáp ứng cho khách hàng. Thứ năm là cái key selling point về cái ngàn tiện ích vạn trải nghiệm. Ở đây thì khách hàng sẽ không cần phải đi vào trung tâm thành phố Phủ Lý hay là đi tới những cái vùng ở những cái vùng lân cận, mà ở đây hoàn toàn khách hàng có thể có đủ các tiện ích mà họ cần ở ngay trong khuôn viên dự án của chúng tôi. Và khách hàng chỉ cần đi bộ hoặc đi hoặc là kiểu đi vài trăm mét thôi là có thể tới rồi. Cuối cùng ấy, đấy là tôi muốn nhắc đến, đấy là cái việc là chúng tôi sẽ nâng tầm cái chất lượng sống của không chỉ người dân tại khu đô thị của chúng tôi, mà còn là chất lượng sống của toàn bộ người dân ở thành phố Phủ Lý cũng như là tỉnh Hà Nam. Khi mà chúng tôi đưa những cái dịch vụ mang tầm vóc gọi là đẳng cấp chất lượng khác biệt của Sun Group về đây, thì không chỉ là người dân ở trong khu đô thị được sử dụng, mà có rất nhiều tiện ích khác mà chúng tôi sẽ hướng đến là phục vụ cho đời sống của nhân dân thành phố Phủ Lý và tỉnh Hà Nam nói chung. Thì tóm gọn lại ở đây chúng tôi đang nói tới 6 cái key selling point của dự án. Thì trên đây thì nó sẽ là cái buổi gọi là thuyết trình và đào tạo cũng như về dự án của chúng tôi. Thì sau đây chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi Q&A liên quan tới phần thông tin dự án cũng như là sản phẩm.